Thấy nhìn như cái chuồng lợn đây, Game Thủ Chim Thứ đánh cái gì quyết. Một tấn công của Game Thủ Chim Rẻ rồi, các cháu xếp hàng. Vâng, ai cũng có phần ở trong tình huống này. Các cháu xếp hàng vào chơi. Vâng, và tỷ số sẽ là 5-1 dành cho Game Thủ Chim Rẻ ở trong cuộc đấu này. Không cửa thua rồi. Vâng, sọc đơn trên 4. Và có một cái gỗ đầu gần rồi. Với Roman thì mình nghĩ là cũng không cần thiết phải đánh bài tàu luôn, mặc dù đã thấy hai voi. Vâng, đã hay lại còn đỏ anh ạ. Đỏ là do ai anh em? It's me. Chính là tôi đây còn gì nữa. Anh thấy không? Tôi bình luận auto đỏ chẳng qua là các game thủ có tận dụng đấy không thôi, cay thật. Vâng, thứ còn chậm dân đây. Thì sao nữa? Em thấy đánh với anh cảm giác dễ thở không? Con bài nó. Và những bước dò đầu tiên của Game Thủ Chim Sẻ. Hai voi đầu béo lắm anh em ạ. Nhìn trông mỡ, mỡ màng. Bái vàng thấy rồi. Bây giờ chỉ còn là đồ ăn thôi. Lại, úi, quả phụ. Ưng. Chiến thuật không khác gì trận trước. Bực phe đi thôi á. Vâng, đủ đồ luôn. Đấy anh em thấy không, đi đúng, dò đúng một vòng, đủ đồ luôn. Hai voi, một hươu, một quả phụ, bài sách giáo khoa. Vâng, một bài đấu sách giáo khoa để Game Thủ Chim Sẻ nắng trong trận đấu này. Hai voi đưa về, đóng một cái S, ăn vàng, ăn cả hươu. Và sau đó thì các nông dân ăn quả. Dễ vãi. À, nói thật anh em. Vâng, bài đấu này nói thật anh em, cho tôi vào tôi S chắc cũng mắc. Cho tôi và em cũng mắc chắc cũng không khác nhau là bao nhiêu cả. Vâng, bốn nông dân. Tôi nghĩ là các bạn thấy là phút thứ tư đóng cái S ăn gỗ cũng là rất sớm rồi. Bốn nông dân. Anh có ăn đâu? Người có... Thôi giờ ăn trưa, sáng rồi đó. Người có tiền thì người ta mới chọn cách ăn sáng thôi. Vâng, tham 19 trên 20. Tới từ Game Thủ Chim Sẻ. Cắt nông dân lên cái quả 5. Ơ, thực ra là bài này cũng chỉ là tròn đồ đấy nhá. Hiêu cũng chỉ là hiêu 5, quả cũng quả 5. Lực gọi là bình thường. 10% chỉ có giò, phía kia Xuân Thứ 7% chỉ có giò. Sẻ không thèm giò nữa luôn, chúng ta cùng chờ đợi xem Thứ có sẽ có thèm giò nữa không. Tôi tin chắc rằng Thứ sẽ phải vẫn phải dò, bởi vì nếu như không dò trong trận đấu này thì Thứ sẽ qua. À, nhưng mà cho so đối đầu với Roman thì một bài đấu Kuma một áo cũng là bài đấu hoàn toàn có thể đánh được đấy, khác với Egypt lần trước. Anh em có thể sử dụng Kuma một áo để có thể chống lại sọc, và có thể chống lại sọc đơn nha anh em. Tất nhiên rằng nếu như mà solo Kuma một áo với nhau thì Roman vẫn có lợi thế hơn. Khả năng phát triển của Roman là tốt hơn. Lợi gỗ mà. Có thể kẹp củng. Nói chung là bài Roman cho sau này Roman cửa trên nhưng chúng ta cũng không được phép chủ quan. Ngày xưa ông bình luận ông U98 là hay thua mấy cái kèo mà cầm Roman lắm rồi đấy. Anh em nếu như anh em nào có xem mà tôi bình luận 98 thì biết. Lắm trận kiểu chủ quan. Thua. Vẫn sẽ, tôi nghĩ là vẫn sẽ 1L thì Chim Sẻ ở thời điểm đầu. Sau đấy thì có thể là vâng, chuyển chủng gì thì tính sau. Nếu như trong trường hợp mà đối phương đánh vâng, đánh qua một áo thì chúng ta cũng sẽ chuyển qua một áo đánh cùng thôi. Mà chúng ta kẹp thêm 1BL nữa thì mình nghĩ sẽ là ổn. Lên đời xong, BM. BL thì có nhiệm vụ Chim Sẻ. Còn Kami bình luận chuyên ôm bom nó thắng như trẻ tre này. Anh em bảo ôm bom, là ôm thế nào anh em? Bom kiểu gì? Cứ kiểu Egypt cho son, Roma cho son này. Vâng, đi với Hào thì bình luận không hiểu sao Hào toàn thua anh em ạ. Đen thật. Kiểu anh em với Hào cảm giác không hợp vía sao ấy. Vâng, chặt gỗ được nâng cấp. Cứ xác định luôn là mình cứ phải gọi là (cười)
Vâng, cứ phải là thêm một cái nâng cấp một cái chặt gỗ để có thể chuyển chúng sớm, nó là hợp lý này, chim sẻ. Còn gió bắt đầu di chuyển. Mười hai giờ hy vọng có khách, không có ai rồi. Vâng, các bạn có thể thấy con xe giò, con xe giò ở đây mà nó không, vâng, nó là một màu trắng thì chứng tỏ rằng là ở chỗ này là không có người. 82% chỉ số lên đời dành cho game thủ chim sẻ. Có làm tí và không biết là sẻ có giò, vâng đây rồi, có xem cái chỉ số giò của Sơn Thứ để xem là Thứ có đánh chém vào thời điểm đầu tiên không. Một lần đánh xe và như vậy là có đánh chém ở thời điểm đầu. Vâng, bây giờ một câu voi, con chọc voi là thần kinh mất. Sao lại đây? Người ta có câu là tránh voi chẳng xấu mặt nào, là cái gì? Vâng, chết tôi rồi. Sao lại, vâng, sao lại đâm đầu vào con voi thế? Một p nữa chim sẻ khi nhìn thấy người ta có giò. Ảo thế, có. Rồi, như vậy chúng ta đã cùng quay trở lại với máy của game thủ chim sẻ. Một bài đấu mà đối phương cũng đánh chém thì chúng ta đã có phù thủy thủ là hợp lý. Cứ làm một dân, con dân ít máu ở sau đít. Rồi, con ngựa chém ăn được 3 dân. Ở thời điểm này ăn được 3 dân là ổn. Vâng, BL2 thì cho game thủ chim sẻ đắng. Vâng, giáp, đấy, chuẩn rồi. Tôi thấy bảo là ông này lại chơi cái bài nâng cấp giáp cho cung nữa thì... Vâng, mất. Như vậy đội bạn cũng có phù thủy thủ, chúng ta đánh sọc đơn. Mình nghĩ là kiểu gì Xuân Thứ cũng phải chuyển Kuma một áo thôi. Tôi nghĩ vậy, bởi vì nếu như không chuyển qua một áo thì không có gì chống được phù thủy, không chống được phù thủy và sọc đơn của chúng ta. Kiểu gì Thứ cũng sẽ chuyển qua một áo anh ạ. 3L sẽ rất tự tin nhé. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, rồi, làm một cháu. Thực ra cũng không cần phải hú con giò làm cái gì. Ui. Vâng, pha đen. Rất nhanh tay đây, game thủ Xuân Thứ. Ok, 8-4-2. Vâng, công dần lên thôi. Tôi nghĩ là thời này chắc Xuân Thứ cũng chả sóc chém được đâu. Một chém và một giò thôi. Thường là như vậy. Cho so đánh với Roman thì thường là một chém một giò rồi, kiểu gì cũng chuyển qua một áo. Chắc chắn chuyển một áo. Cảm ơn anh Nguyễn Tiến Đạt đã gửi tặng game thủ chim sẻ 75 sao nhá. Chắc chắn chuyển một áo đó anh em, bởi vì anh chém thì đỡ làm sao được. Vâng, tấn công lên của game thủ chim sẻ đã là sọc đơn chuẩn bị có chém 4 ở trong trận đấu này. Một con cung A, hai con cung A, hai áo. Vâng, xin anh em, hai con cung A, một áo đổi màu. Và đây là tấn công của game thủ chim sẻ pha 7E. Vẫn chưa lên chém 4 nhở? Anh nhớ em nâng rồi mà. Rồi, vừa nghe tiếng tạch tạch đấy, chém 4 đấy. Vâng, bài các bạn thấy nhìn như cái chuồng lợn đây, game thủ Xuân Thứ đánh cái gì quyết. Một tấn công của game thủ chim sẻ rồi, các cháu xếp hàng. Vâng, ai cũng có phần ở trong tình huống này, các cháu xếp hàng vào chơi. Vâng, và tỷ số sẽ là 5-1 dành cho game thủ chim sẻ ở trong cuối đầu này. Không cửa thua rồi. Vâng, sọc đơn chém 4, cung A một áo không cửa, phù thủy thì càng không. Vâng, tham 45 dành cho game thủ chim sẻ. Xuân Thứ vẫn đang cố dãy, tôi không hiểu dãy cái gì nữa. Vâng, đỡ xong tờ này thì nói thật anh em là cũng phế. Không chết cũng trọng thương ở trong tình huống công này. Đỡ thì đỡ được đấy nhưng mà yếu lắm rồi. Vâng, đỡ thì đỡ được nhưng mà nó thật là yếu lắm rồi anh em ạ. Tàn phế luôn. Vâng, một tân thủ thành công đây game thủ Xuân Thứ nhưng còn đánh cái gì nữa đây. Hàm thì vẫn đang chỉ là ở mức vâng, đối phương chắc tập khoảng 37-38. Thứ tầm 37-38.
4 dân lao lên nhá, cần phải để ý 4 dân này. Bởi vì cũng có thể là đối phương cầm cái gì này. Tôi đang định bảo rằng có thể là đối phương sẽ lạng lách đánh võng mấy con đông dân này để có thể đi dummy. Nhưng mà vâng, thứ vâng làm tôi hơi bất ngờ. Anh lại phi thẳng một sọc đơn của sẻ đấy, chưa hiểu làm ý đồ. Châu sọc đơn. Làm một con ngựa giò để có thể tìm xung quanh nhà của mình để xem thứ có dummy không. Vâng, bài dummy có lẽ sẽ là bài cuối cùng dành cho Xuyên Thứ trong trận đấu này thôi. Bởi vì cung A một áo thì nó rất khó để chống lại sọc đơn đã là mắc công nghệ ở đời ra. Khó lắm. Đây là bài gỗ. Ui, làm thêm hai cháu nữa. Ôi, sao lại đi ra ngoài thế này hả Thứ ơi? Ảo thế. Vâng, 5-1 dành cho chim sẻ. Và chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu tiếp theo. Vâng, đang trong nhà yên ấm không thích lại đi ra ngoài thế này. 5-1, chúng ta đến với trận đấu thứ 7.